Chào mừng quý vị và các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Auto. Một chiếc Nissan Sunny bản XV Premium 2019 vâng vừa về cửa hàng xong. Một chiếc xe rất là đẹp và dành cho các bác nào mà yêu thích dòng Nissan. Các bác đi Nissan thì biết rồi. Vâng, ưu điểm của nó được cái là vừa tiết kiệm, máy là lành bền, ăn ít xăng, mà lại được cái là nội thất bên trong thì siêu rộng rãi luôn. Một mẫu sedan phân khúc hạng B nhưng mà được rộng phải nói như hạng D luôn các bác ạ. Một mẫu xe mà những ai mà yêu thích cái dòng xe Nissan thì thực sự là không nên bỏ qua. Và đây cũng là một dòng xe mà gọi là có số má trong cái làng xe của Việt Nam. Vâng, chỉ sau Vios của Toyota Nhật Bản thôi. Những cái dòng Sunny này những ai đã đi rồi thì đã biết rồi. Vâng, nội thất được cái là rộng rãi và thoải mái. Điều hòa thì mát lạnh với hai vùng riêng biệt không như là Vios nha các bác nhá. Và đặc biệt là con này thì có màn hình điều hòa auto. Và đây là một chiếc xe số tự động, không có taxi dịch vụ một ngày nào luôn. Với cái giá chỉ loanh quanh đâu có 400 thôi. Vâng, một chiếc xe giá rất là mềm, loanh quanh như 400 triệu. Nhưng các bác đã sở hữu ngay được một mẫu sedan đẹp, kiểu dáng trẻ trung năng động, với màu sơn không phải màu đen. Và con này là màu nâu. Vâng, nâu đen nha các bác nhá. Một chiếc xe mang biển số thành tỉnh Nam Định 18A15046, một chủ từ mới. Và bác chủ bác ấy đi chiếc xe này thì tương đối là giữ gìn. Đăng kiểm của chiếc xe thì đến tận tháng 7 năm 2023 và phí đường bộ thì đóng đến tận tháng 1 năm 2024. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe thì loanh quanh khoảng 6 vạn nha các bác nhá. Nhưng mà được cái là nội thất bên trong xe cũng như là lốp dép các thứ thì vẫn còn rất là ok. Xe cứng và rất là đẹp luôn. Đây các bác nhìn này, lốp thì lốp mới này, 2021 lốp Michelin 18565R15 các bác nhá. La răng 15 inch nhá. Vâng, phanh đĩa hai bánh trước và tăng chống đằng sau. Một dòng xe giá rẻ, thực sự với cái thời điểm này đời 2019 Toyota Vios mà số tự động, em khẳng định với các bác là các bác sẽ mua về rơi vào tầm khoảng hơn 500. Thế nhưng mà ở đây em có một chiếc xe số tự động Nissan, xe đẹp, không thiếu một cái chức năng gì, đề nổ start stop thông minh, gãy số các cái phím tích hợp trên vô lăng cũng như là đồng hồ hiển thị hiện đại, điều hòa auto hiện đại như vậy thôi, nhưng mà giá của nó lại chỉ có hơn 400. Thì tội gì các bác không xem chiếc xe này, mà làm sao phải cố làm gì cho nó buồn ra. Và các bác có thể nhìn này, ngay phần cản trước, body lip trước, lip sau đây ạ. Đây các bác nhìn ạ, body lip sau này. Đấy, led căng luôn, kiểu dáng rất là thể thao, luột là. Và có cả miếng lùi phía đằng sau đây nhá. Một chiếc xe Nissan Sunny bản XV Premium biển 18. Và chiếc xe này nói chung là về là các bác chỉ có việc là sang tên bấm biển rất là đơn giản. Giá thành thì cũng rất là rẻ luôn. La răng thì dày dặn này, sơn xi thì sạch sẽ và nói chung là không chê được câu nào. Con này thì đảm bảo cam kết cho bác là không có đâm đụng, tai nạn, ngập nước, không có phạt nguội nhá. Cam kết khẳng định 100% không có phạt nguội. Vì bên em đã test hãng hết rồi nên là các bác yên tâm, test 3 vòng luôn. Và bên em thì thường thường những cái dòng xe này về thì bao giờ cũng rất là nhiều bác hỏi. Thế nên là bác nào mà quan tâm thì đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu chiếc xe này. Tôn vỏ dày, sơn di mỏng, đấy. Và phần mặt catalan của xe thì đẹp chrome sáng bóng luôn rồi các bác nhìn. Đấy, đồng đều sáng bóng, khe kẽ của xe thì không có chảy xước. Tất cả các nan này còn nguyên và các cái nan tản nhiệt của nó còn đẹp như mới luôn này. Đầu trước xe cứng, đấy. Và đèn của xe thì cũng đã hơi mờ theo thời gian một chút, có một số chút chảy xước nhưng cái này bình thường. Em sẽ đánh bóng lên cho các bác nhá. Halogen công suất 55W, có phản cả pha lẫn cốt đang ở trên đây và rất rõ ràng. Đèn ánh sáng vàng và nói chung là không có lỗi. Còn đèn gầm của chiếc xe thì không hấp hơi nước, công suất 35. Đấy, có thêm giải led ở phía dưới, tôn lên cái riêng biệt của cái dòng Nissan Sunny rồi. Và các bác có thể nhìn là đầu cản của xe thì đều sơn xi sạch sẽ, không có lỗi lầm luôn này. Bên này cũng như bên tài cũng như bên phụ ạ. Vâng, còn đâu là đèn này đều là đèn zin, xe cứng không có lỗi. Đấy, tất cả các cái phần khe này các bác nhìn còn nguyên luôn này. Đấy, bên này cũng thế này. Toàn bộ khe kẽ của xe thì đồng đều, mặt nắp capo cân luôn, hai bên cân đều sạch sẽ. Lốp dép của xe thì nói chung là con này đã được thay một dàn lốp rồi, lốp Michelin 18560R15 nhá. Và cái con này là được cái là lốp là 2000 con này lốp nguyên zin này, con này lốp zin 2019 luôn này, mà làm sao nó vẫn còn mới thế nhỉ, phải nói là xe y ít luôn đấy. Đây các bác nhìn này, đi cực ít luôn này, lốp 2019 nhá. Đây không tin, đúng 19 luôn này, phải nói là thực sự là quá ok. Đó, còn phần cua sau đây các bác nhìn ạ, cua lốp này, đấy, cua lốp này, đấy, cua lốp đều luôn và sạch luôn, không có bục mọt. Sơn xi thì nhẹ nhàng, tôn vỏ thì mỏng nhưng mà được cái là sơn căng. Đấy, các bác nghe tiếng, đấy, tôn rất là dày và chắc chắn nhá. Được cái là dòng này là nội thất bên trong nó rất là rộng nên là cái chiều ngang của cánh cửa tương đối là dài đó. Xi nhan tích hợp trên bầu tay gương và
báo gương thì có chỉnh điện, cục xe có cả nhá. Tay nắm mạ chrome và xe này thì có khóa khiển thông minh. À, khóa khiển này. Đấy. Cửa mở rất nhẹ nhàng. Đấy, các bác nào mà nghe tiếng cửa này các bác biết chất của xe rồi, khỏi phải nói. Câu thứ hai, chỉ keo bao zin. À, chỉ keo này, bao zin cho các bác toàn tập luôn. Đấy, chỉ keo bao zin, tappi sạch này. Đấy. Và phần mạ chrome sáng bóng trên tất cả các nẹp cửa, kiểu dáng rất là trẻ trung luôn. Đấy, kính điện một chạm. Và con này thì được cái là có khóa khiển điện, mình nổ start top lên nha các bác nhá. Thời tiết nắng nóng này em cứ bật chìa khóa lên cho nó nhanh. Vâng. Con này thì rất là hiện đại. Đầu tiên là các bác phải bấm khóa chìa mở, sau đó thì các bác mới để nổ thì nó mới ra. Đấy, đồng hồ hiển thị rất là rõ ràng. Và vô lăng này, vô lăng cực kỳ mới luôn này. Đấy, vô măng mới đét, trợ lái nhẹ nhàng. Đấy, vần lái rất là ok luôn, không có hiện tượng lặng lái cho các bác luôn nhá. Gạt mưa, gạt kính thì đầy đủ, phun rất là tơi luôn. Đấy. Còn đầu đài đĩa đóm thì đây. Con này thì được cái là có một cái đầu Android, có tích hợp rất nhiều cái chức năng, ví dụ bản đồ, âm nhạc các thứ. Tuy nhiên là cái đầu này thì nó hơi nhỏ một chút. Còn điều hòa của chiếc xe là auto. Đấy, quạt gió các thứ đầy đủ. Em bật tăng quạt gió lên và để sưởi luôn cái camera này cho nó cao. Đấy, định vị đầy đủ các bác nhá. Và con này thì đây là kính điện 4 cánh này, một chạm auto cho cánh bên lái luôn. Tappi của xe thì đẹp tuyệt vời luôn, nói chung là gần như là mới tinh. Em cũng chả phải khen đâu, nhưng mà đấy các bác cứ nhìn là các bác biết. Toàn bộ xe thì đã được dán phim 3M cách nhiệt hết rồi. Và cái phim này thì tổng của trị giá của nó đã 5 củ rồi các bác nhá. Nhiều bác ở nghe không tin, bảo hay là chú nói đùa, bảo không các bác ơi, yên tâm đi, riêng phim cách nhiệt cực đắt luôn. Các bác cứ ra ngoài cửa hàng phim cách nhiệt các bác dán là các bác biết ngay. Thế còn bên này, nội thất này, ghế da này các bác nhìn này, ghế da của nó da zin, sờ rất là mịn màng, da mềm, ngồi yên tâm là các bác đi đường trường là không bao giờ nóng lưng. Và đây là một dòng da cũng khá là cao cấp, đến từ thương hiệu Nissan. Đấy, con này thì da nhập khẩu rồi. Thế còn trần của chiếc xe đã bọc 5D, đóng trần 5D cho nó sạch sẽ rồi, không phải là trần nỉ zin nguyên bản của hãng nhá. Còn sàn xe là sàn 2D, sàn cao su 2D thôi, rất là đơn giản. Nói chung là xe là cũng là một chiếc xe tương đối được bác chủ, bác ấy không chăm chút về phần sàn lắm, nhưng mà được cái là bác ấy giữ xe thì khá là cẩn thận. Đấy, ốc bản lề còn nguyên này, chưa có ra dấu, chưa có mở một chút nào luôn. Đấy, cánh sau đây, các bác có thể nghe cánh sau này. Đấy, cửa sau này cũng rất là chắc chắn luôn. Đinh hàn đinh cột thì không cần bao run cho các bác là zin nhá. À, các bác nhìn này, đinh hàn đinh cột còn nguyên. Đấy. Thế và được cái là con này thì có điều hòa cửa gió vùng sau. Riêng dòng Vios thì không bao giờ ăn được cái dòng này bởi cái cửa gió điều hòa vùng sau này rồi. Bật điều hòa lên phát là mát lạnh luôn. Đấy, cửa gió đâu cũng có. Thế là các bác đi đường là không bao giờ phải lo lắng đến cái hàng đằng sau. Còn nội thất ghế da của hàng đằng sau cũng tương tự như hàng đằng trước thôi. Ghế da mềm, mịn, sờ sướng và có lỗ thoáng lưng. Rất nhiều lỗ thoáng lưng luôn. Các bác đi thì sẽ không bảo người ta gọi là chảy nước ở mông ấy ạ. Vâng. Thế còn tappi này, tappi sạch, da mềm, sờ sướng. Đấy, hệ thống âm thanh loa chép này, rồi bát này, đầy đủ luôn nhá. Và con này thì nói các bác chưa, nó tổng thể nó đến là 12 cái loa cơ. Thế nên cứ bảo làm sao ngồi con này nghe nhạc đập lúc xình xình luôn. Đấy, còn phần đằng sau này thì không có loa sau. Đấy, nhưng mà được cái là chỗ để mũ nón này thì cũng khá là ok, rộng rãi vô đối luôn. Đấy. Thế còn cốp hậu của xe thì các bác có thể nhìn là hệ thống đèn hậu của xe thì sử dụng bóng đèn tròn, chưa sử dụng công nghệ cao cấp, nhưng mà đúng rồi, dòng xe giá rẻ thì người ta sẽ làm những cái như thế này thôi. Nhưng mà được cái là đèn sáng và tất cả các cái chức năng của đèn thì đều hoạt động hoàn toàn bình thường. Đèn thì không có gãy vỡ nhá, đèn còn nguyên, không có rạn nứt, không gãy vỡ, không ố mốc. Bên này cũng thế này, đấy các bác nhìn ạ. Và chỗ này thì chấm nét một chút thôi, không vấn đề gì. Nói chung là tổng thể thì ổn rồi. Các cái chi tiết mạ chrome của xe thì tương đối là bóng và không có bị da teng, không có bị gọi là người ta gọi là bị han gì đấy ạ. Thế còn đây logo X, người ta có thể đọc là 15 premium cũng được. Vâng, logo Nissan. Cái dòng này thì nói thật các bác là chẳng ai nó cậy logo đâu, chắc chỉ có mỗi ông B với ông Mẹc là hay bị cậy logo nhất. Thế còn cản sau xe thì sạch sẽ, không có lỗi lầm. Đấy, lipo sau đây đầy đủ và xịn xò này. Cái này thì nó là lốp giả nha các bác nhá, ốp hốc giả thôi, không phải là hàng thật đâu ạ. Thế còn ta sẽ cùng mở cái cốp của xe. Đấy. Đấy, chà, gương kính điều chỉnh điện cục xe có cả này. Xem nào. Đấy, chà, đấy, cục nhá, có này. Không nhiều bác bảo có cục xe hay không. Nhiều lúc em nói thật các bác, cái review xe nhiều lúc còn lắm lúc còn có những cái chức năng mà mình không thể ngờ tới luôn. Đấy, kính zin này, kính 2018, con này 2019 mà sử dụng lô kính của đầu năm, cuối năm trước. Đấy, thế còn phần keo chỉ này, các bác nhìn chỉ keo này,
led luôn này. Đấy, chỉ keo đều sạch sẽ không có lỗi nhá. Vâng, và đây là một cái dòng xe giá rẻ, xe rất là lành, ăn xăng ít. À, được cái là xe thì cứng cáp vô cùng. Một chủ gia đình từ mới luôn, xe biển Nam Định, nói chung là không phải biển biển thủ đô Hà Nội, nhưng được cái là chất khỏi bàn. Kể cả cái phần hốc cốp của xe này nó rất là rộng nhá. Các bác nhìn này, rất rộng luôn. Đồ đạc các thứ để đầy đủ, đấy, sạch sẽ luôn. Và trông thì đằng sau, đằng trước bên ngoài đó thì các bác nhìn vậy thôi, nhưng bên trong này rộng rãi vô đối, và tất cả các cái phần này của nó còn đẹp tươi luôn. Đấy, xe là không có hề đâm đụng ngập nước nên là các bác yên tâm nhá, đảm bảo cam kết cho các bác. Còn bác nào mà muốn mua xe thì các bác có thể là qua cửa hàng xem xe trực tiếp luôn. Lốp bên này thì là lốp Maxxis 18565R15 với xem nào, 5 lốp. Ui, con này cũng zin nguyên quả này, 2018 rồi. Hàng đẹp luôn á. Đấy, lốp Maxxis dày luôn nhá. Và cua lốp thì không có bục ngoặt gì cả. Đấy, các bác nhìn này, cua lốp này, đẹp luôn này. Thời tiết nắng nóng như này, cái việc review xe là một cái gọi là quá nắng nóng luôn. Thế là các bác nào mà quan tâm và chú ý thì cho em xin một nút like. Bên em thì nói chung là phát sóng qua rất nhiều khung giờ, nên là các bác cứ yên tâm là kiểu gì thì cũng không thể bỏ lỡ được những chiếc xe mà mình yêu thích. Và bên em thì những cái dòng xe này, cái dòng xe bán chạy, vâng, Nissan Sunny, một cái dòng xe ăn khách tại thị trường Việt Nam. Với mức tiêu thụ nhiên liệu thì vừa ít này, xe lại cứng, và được cái là chất xe thì khỏi bàn luôn. Đây các bác nhìn này, chất xe này. Đấy. Bên này cũng thế này. Đấy, tapi keo chỉ thì bao zin nhá, kể cả các cái ốc bản là ốc dấu này còn chưa ra, cột còn nguyên. Đấy, xe cứng luôn. Và dòng này thì được cái là đi chạy đường trường thì rất là ok luôn, tiết kiệm nhiên liệu, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình như khoảng hơn 5 lít một chút thôi. Đấy, lại số tự động này. Cần số tự động đây, vẫn còn gần như là mới tinh luôn. Đấy, điều hòa auto hoạt động hoàn toàn bình thường, tất cả các cái chức năng nhá, hoạt động hoàn toàn ok luôn. Đấy, xe cứng này và túi khí an toàn thì là con này. Vâng, và bây giờ thì ta sẽ cùng đi ra khoang máy. Con này được cái là máy rất là ngon và êm luôn nha các bác nhá. Động cơ máy chỉ có 1.5 thôi. Và máy là máy Nissan Nhật nguyên chiếc, nên đây là các bác yên tâm về chất thì khỏi bàn luôn. À, động cơ máy Nissan. Đấy, các bác nhìn ạ, máy rất là khô sạch, dấu má còn nguyên, xe thì bao zin nhá, máy zin toàn tập, chưa có ra mở ốc một chút nào luôn. Và con này thì hiện nay thời tiết đang nóng, đang mở gió này, là quạt gió rất là to, còn đâu là máy thì cực kỳ êm. Đây, em sẽ tắt cái quạt gió này đi cho các bác để các bác cùng nghe. Vâng, nói chung là thời tiết này là một cái thời tiết, đấy, thời tiết nắng nóng. Đấy, vâng, các bác có thể nhìn ạ, động cơ máy khô sạch, không có dầu mỡ này, xe cứng này, và đầu răng đấy, bắt đầu tua thấp ngay. Vì thời tiết nắng nóng này thì bao giờ quạt gió cũng phải tua lên để làm sao mà làm mát máy nhanh nhất có thể. Vâng, với thời tiết nắng nóng nói thật các bác, chứ đến người còn chảy mỡ đúng không, chỉ là máy. Nên là được cái là dòng này thì nó rất là lành. Đây các bác, ốc nó còn nguyên zin này. Ai chà, hai con sò với cái âm thanh cũng không hề phải nói, người ta gọi là chói tai đấy ạ. Đi đường các bác có cái con sò này thì các bác cứ yên tâm là ai cũng phải giặt ra. Thế còn đầu ấy, các bác nhìn là đầu còn nguyên, lỗ tròn đều. Đấy, các cái đinh hàn, đinh hiếc các thứ của xe là còn nguyên đơn. Và ắc quy thì mới nhá, ắc quy mới thay rồi. Về là các bác không phải làm gì đâu. Đấy, ốc cabo chưa ra, máy số còn zin nguyên, máy khô sạch, sạch sẽ, dầu mỡ này. À, xem là dầu nào, dầu máy nào. Ái chà, dầu máy còn vàng óng lắm. Cái này thì các bác cứ đi về cho em khoảng tầm 3.000 cây các bác hăng thay nhá. Bác nào mà mua phát về thay ngay là hơi phí tiền đấy ạ. Vâng. Bên em thì nói chung là qua sao bán vậy. Xe thì cứng rồi. Đấy, review chuẩn chỉ luôn. Và bảo đảm bảo cam kết cho bác là không có lỗi lầm, không có đâm đụng tai nạn ngập nước. Nên là bác nào mà quan tâm đến chiếc xe Nissan XV Premium 2019 này thì alo ngay cho em nhá. Xe cực đẹp luôn và giá thì cực mềm dẻo luôn. Đấy, có 425 triệu đồng thôi, rẻ như cho luôn. Rẻ hơn 100 triệu đồng so với Vios cùng đời luôn nhá các bác nhá. Cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe lằng nhằng khù khằm, là càng khó càng ít thì cứ gặp em Vũ Duy Ô Tô, kiếm đâu cũng được. Ok các bác.